Hôm nay mình sẽ cùng vào bếp để làm món rau móc sầu tỏi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món rau móc sầu tỏi nha. Giờ mình sẽ mang rau móc này đi rửa. Mình rửa khoảng 3 đến 4 nước cho ra hết chất chua. Sau đó mình sẽ tiến hành đập tỏi nha các bạn. Đây các bạn ơi, nguyên củ tỏi luôn. Mình thì không phải chuyên nghiệp về nấu ăn ha, nên là mình làm nó cũng thủ công thôi, làm từ từ. Còn mấy đầu bếp chuyên nghiệp á là họ chỉ cần tách cái là ra, cả vỏ một bên, nhân một bên. Còn mình thì mình đập từng cái. Mình dùng nhiều tỏi xào nó mới thơm. Từ từ, chút nữa là sẽ có món ăn cho các bạn nha. Giờ coi mình đập tỏi trước đã. Đây, tỏi nha các bạn. Giờ mình sẽ băm cái tỏi này ra. Vâng ơi, em đâu có đang coi anh làm không? Có gì góp ý anh coi cái vụ sắc tỏi này coi. Sắc vậy được 7 điểm cho em. Rồi, xong. Giờ mình chuẩn bị bắt bếp lên thôi.
Về cái phần rau mắm hồi nãy nha, nếu mà các bạn thấy nó dài quá thì mấy bạn cắt ngắn lại tí. Rồi, cỡ này thôi. Làm xong là các bạn vệ sinh chỗ mình nấu nướng luôn cho nó gọn gàng, chứ không có để bề bộn giờ. Rồi bắt bếp lên nha các bạn ơi, chờ cho chảo dầu nó khô nóng đã rồi mình làm. Rồi giờ mình cho dầu vô nha, đó nhiều vậy nè. Rồi xèo xèo lên nha các bạn, sữa bột lại đây. Giờ mình sẽ cho hết tỏi vô. Ở nhà mà được nấu cơm cho vợ con ăn đó, đó là một cái niềm hạnh phúc của người đàn ông trong gia đình các bạn ơi. Trước mình cũng nấu ăn dở lắm, về mình làm riết rồi mình cũng quen. Đôi khi mình làm thì món ăn nó cũng không được thơm ngon, cũng không có được đủ cái gia vị. Xong cái về là vợ mình sẽ nêm nếm lại. À, từ từ riết rồi mình cũng làm được thôi chứ không có gì. Thấy không? Đó, tỏi giờ đã xèo xèo rồi nè, đó. Xèo xèo. Phi lên. Và thơm ha, xong mình sẽ đổ rau móp vô. Cái này mình làm cho tỏi nó thơm thôi nha, chứ mình đừng có phi tỏi mà đến nó đen thui lui đâu, như là ăn nó không ngon đâu, nó đắng ngắt luôn. Rồi cái này thôi, giờ mình sẽ cho rau móp vào nha. Đây giờ xào nè. Đó. Làm quá tí nữa nó bay là khỏi cái chảo, là khỏi ăn luôn. Đây, xào lên nha. Đó, thấy không? Rau mớp, tỏi. Qua nó khô rồi, giờ cho thêm miếng nước nữa. Nè, mình không có cho nhiều nha, chỉ cho một chút xíu thôi để cho nó không có bị khô chảo thôi. Thơm phức luôn. Giờ mình đậy nắp lại nha. Trong thời gian chờ đợi nó chín thì mình đi rửa chén đó. Thơm phức luôn các bạn ơi. Đây. Rau mớp xào tỏi. Rồi, để thử xem mà coi nêm gia vị sao đây. Chưa mặn lắm, còn hơi chua chua. Mình sẽ cho một phần muối vô nha. Muối rau móp thì người ta ủ muối rồi, nhưng mà để chế lại thì mình vẫn phải cho thêm muối. Rồi cho thêm miếng đường nữa cho dịu lại.
Rồi. Tiêu. Rồi cho thêm tí Ajinomoto vô nha. Ừ. Nếu các bạn không ăn bột ngọt á, thì các bạn có thể là ăn cái hạt cano cũng được. Hạt nêm thì nhiều bạn thích ăn hơn là bột ngọt. À. Rồi. À, nó hơi khô ha, cho thêm một chút xíu nước nữa. À, cho nhiêu đây thôi nha, không có cho nhiều. Cho nhiều là nó thành canh luôn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại trong vòng 1 phút. Thơm phức luôn. Đâu để nếm thử ngon không. Quá ngon. Giờ tắt bếp nha. Đây, dọn ra đĩa. Đúng là đầu bếp không có chuyên nghiệp. Đổ ra cái dĩa nó cũng lâu. Đây các bạn ơi, món rau móc xào tỏi của mình ha. Đây, mời cả nhà dùng cơm nha. Rồi nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.